What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review một em bàn phím mà có lẽ đây là một trong những cái con mà hot nhất trong cái thời gian vừa qua. Thì như các bạn nhìn cái vỏ hộp thì các bạn biết ngay là con nào rồi đúng không? Đây là em Moongeek M1W. Thì nó sẽ là một cái phiên bản nâng cấp của con M1 và nó sẽ có thêm 3 mod không dây. Ok, let's go. Đầu tiên cái hộp của nó thì phải nói là rất là to luôn. Nó to khủng khiếp và cũng rất là nặng. Do con này là một cái con kit full kim loại cho nên là cái cân nặng của nó cũng khoảng tầm mình cầm lên thì nó cũng gần tới 3kg đấy. Đó là full cái box. Còn để xem được coi nếu như bàn phím không thì nó sẽ như thế nào nhé. Đó. Full màu đen luôn. Đen thui. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái tấm chắn bụi này được tặng kèm luôn nhé. Em bàn phím của chúng ta khá là nặng đó. Phiên bản của mình cầm trên tay là phiên bản màu đen nhé, tại vì phiên bản này là rẻ nhất cho nên là có lẽ là rất là nhiều người order phiên bản này. Ở dưới đây chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái tấm dán. Mình không biết cái tấm dán này là nó có cái tác dụng gì. Đó, nó cũng không rõ. Nếu mà anh em nào biết thì có thể nói cho mình nghe nhé. Chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Rồi, các bạn nên giữ lại nhé, tại vì mấy cái con này nó sẽ rất là phức tạp. Đây, được bọc xung quanh phím thì lại một cái lớp mút cực kỳ to và dày nữa. Do con này là bằng kim loại cho nên là chắc chắn nhà sản xuất sẽ phải cần những cái này. Xem một phụ kiện của nó nha. Phía bên trong thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một sợi dây kép xoắn bằng nhựa. Tuy nhiên thì hai đầu của nó sẽ được làm bằng bọc kim loại nhìn khá là sang. Đó, đầu tay C và được mạ vàng luôn. Ổn áp phết đấy các bạn. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Nếu mà các bạn muốn các bạn cắm dây bằng cái dây stock này thì mình nhìn thấy nó cũng ok đấy. Ở đây thì nó sẽ được tặng kèm thêm một cái bộ strap PCB nữa. Bộ strap này thì chắc cũng giống cái bộ strap đã được lắp sẵn trong phím thôi. Tuy nhiên được tặng kèm thì cũng khá là ngon. Nếu mà các bạn cân không nổi thì chúng ta có thể thay. Chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ keycap. Đơn giản thôi. Một cái nhổ switch xịn sò. Đó. Và thêm một cái... Cái này hình như là để dán ở phía dưới cái chân của cái stab á. Đó, để cho nó chống ồn. Nói chung là thằng này nó cũng trang bị cho mình rất là nhiều cái phụ kiện kèm theo. Hết rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái USB receiver. Vậy là con này nó sẽ không có cái khay đựng USB receiver ở trên phím mà chúng ta sẽ phải để nó bên ngoài. Kiểu này thì rất là dễ bị thất lạc. Tuy nhiên với cái con phím này mình nghĩ chắc là sẽ không có mang đi mang lại nhiều đâu. Chỉ có thể để một chỗ thôi. Cho nên các bạn có thể cắm cố định luôn cũng được. Chả sao hết. Khó lòng mất được. Rồi như các bạn thấy thì con này sẽ là dạng layout 85. Con núm và con này nó sẽ là dạng full kim loại. Rất là dày và nạc. Đồng thời là con này nó không phải là kit mà nó sẽ build sẵn cho các bạn luôn. Full từ A tới Z luôn. Là nó sẽ có switch sẵn, keycap sẵn. Và các step của nó thì cũng sẽ được cân và lúp sẵn luôn. Switch thì con này nó sẽ cũng được pre-lúp rồi. Tí nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ gõ luôn cho các bạn nghe cái tiếng âm thanh stock của nó nhé. Thì một số bạn nói con này nó tịt, nghe nó hơi bị âm, nó hơi bị tịt. Thì đó là cái phiên bản M1 để mình xem thử coi cái con này thì nó có khác gì không nha.
Ok, thì như các bạn vừa mới nghe cái tiếng gõ của em này, đây là một cái âm thanh mà mình mới đập hộp ra là mình gõ luôn cho các bạn nghe đấy, thì hoàn toàn là stop. Và như các bạn nghe thì cái tiếng của nó không hề tịt, mà mình nghe cái tiếng của nó còn có vẻ nổ hơi to nữa. Và đặc biệt là những cái step của nó thì được cân chỉnh cực kỳ ngon luôn. Đó. Không hề có tiếng lọc sạch. Nói chung với cái bộ step này mình nghĩ là các bạn về các bạn gõ được ngay mà không cần thiết phải móc lại nữa đâu. Quá là ngon cho một con em bàn phím mà full kim loại lại còn được mót step ngon như thế này. Đó, rất là hiếm. Đồng thời là cái giá của nó order thì có lẽ là rẻ đấy, nhưng mà nếu mà giá của con này hiện tại bạn mua thì nó cũng xấp xỉ gần 2 triệu, thì nó cũng khá là tương đồng với cái giá của em này. Bây giờ mình xem qua một số các cái chi tiết khác nhé. Ok, về cái keycap của em này thì nó thiết kế cũng rất là dày dặn. Chất liệu thì sẽ là PPT double shot như các bạn thấy đây. À, tuy nhiên thì cái in của nó thì sẽ không được tốt lắm. Chuẩn keycap của nó sẽ là chuẩn keycap OEM. Switch của em này thì sẽ là sử dụng switch của thằng Aco. Đây, Aco đó, đó. Và sẽ là linear có được pre-loop rồi. Cái tiếng của nó sẽ là tiếng clack như thế này. Đó. Nó là linear nhưng mà cái tiếng của nó nổ nghe rất là to. Cộng hưởng với lại cái bộ keycap OEM PPT nữa thì nó sẽ có cái âm nổ rất là lớn như các bạn vừa nghe đấy. Nó không hề tịt luôn. Về cái mặt của em này thì như các bạn thấy thì nó sẽ là mặt nó swap 5 chân và có hỗ trợ luôn cả cái switch pad ở dưới này luôn. Và theo như mình thấy thì cái switch pad của con này cũng khá là dày. Đây. Nó rất là dày và chính vì nhờ cái switch pad dày như thế này mà cái tiếng của nó sẽ nổ nghe to hơn, cái tiếng pop 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 á. Nó sẽ nghe to, nổ to hơn là nhiều so với những cái dòng mà nó không có trang bị. Về cái núm của em này thì sẽ là núm kim loại và nó làm cũng rất là dày như thế này. Và chính vì nhờ cái switch pad dày như thế này mà cái tiếng của nó sẽ nổ nghe to hơn, cái tiếng pop 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 á. Nó sẽ nghe to, nổ to hơn là nhiều so với những cái dòng mà nó không có trang bị. Đó, chứng tỏ là con này nó cũng khá là chỉnh chu trong cái việc mà hoàn thiện cái PCB. Và tất nhiên là nó vẫn sẽ có lót foam đầy đủ kín mặt rồi, không cần phải bàn. Có chỉ lỗ nắp, tuy nhiên thì cái núm này mình thấy nó hơi nhỏ một xíu. Đó, thì nếu mà các bạn vặn thì có cảm giác nó sẽ hơi vướng tay một xíu vào trong những cái nút ở bên cạnh. Nếu mà cái này nó làm to và cao thêm một xíu nữa thì có lẽ vặn nó sẽ dễ hơn. Về cái thiết kế của em này thì chắc các bạn đã biết từ cái thời M1 rồi, nó hầu như không có thay đổi gì hết. Chỉ có thêm là thêm ba móc thôi. Đó, vẫn có cái cổng tai xin nằm ở phía trên, vẫn là cái kiểu hai miếng ốp lại như thế này. Về cá nhân thì mình không thích cái kiểu có hai miếng ốp lại như thế này thì nhìn nó hơi bị rời rạc, mình không thích lắm những cái kit mà kit kim loại như thế này. Nếu mà kit nhựa thì cũng được nhưng mà cần kit kim loại thì nhìn nó không không có được liền mặt lắm. Về cái chất lượng sơn anode của em này thì mình nghĩ khá là ổn. Nó không phải là thuộc dạng mịn bóng mà nó cũng hơi nhám nhám một xíu. Tuy nhiên sờ thì nó vẫn rất là mịn. Đó. Không có cái kiểu hơi hơi xám sần như kiểu những cái thằng giá rẻ. Đó. Nó cũng rất là mịn màng và nó đều lắm nha. Chứ không có chỗ loang lổ như những cái con mà kit nhôm mà cả kiểu giá rẻ. Rồi để mà bật cái con bàn phím này lên thì chúng ta phải gỡ cái nút caps lock ra nha các bạn. Nó sẽ có một cái công tắc ẩn ở phía dưới này. Mình thì lại không thích cái kiểu công tắc ẩn này lắm. Tuy nhiên thì do có lẽ là do nó muốn để cho cái cây nó liền lạc cho nên là nó sẽ chuyển sang là cho cái công tắc ẩn nằm phía dưới đây. Nó để ở cái nút caps lock này nó cũng đỡ, chứ còn nếu mà để mấy nút space như những cái con của thằng AZ thì sắp mặt. Rồi về hệ thống đèn led của em này thì vẫn là hệ thống đèn led RGB thôi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái đèn led của em này nó không được trang bị những cái con đèn led sáng lắm, mà nó cũng chỉ gọi là vừa đủ thôi. À, với lại cái bộ keycap này cũng không có xuyên led nữa, cho nên là các bạn nhìn cái led nó hơi đuổi. Nếu như các bạn có thể sắm được một cái bộ keycap xuyên led mà hỗ trợ mặt xuôi nữa thì có lẽ là nó sẽ ok hơn. Về các cái chế độ đèn led thì như các bạn thấy thì nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ đèn led cũng như là tùy chỉnh được. Thì các bạn có thể tải phần mềm về để mình tùy chỉnh các cái chế độ led của em này. Ừ. Có rất nhiều, và cái này con này thì có lẽ led nó cũng không quan trọng, quan trọng là nó gõ sướng là được. Rồi như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím Mungis M1W này. Đây là một trong những con bàn phím mà mình đánh giá thì nó rất là xứng đáng với giá tiền. Có lẽ là nó sẽ còn xứng đáng hơn cái giá tiền mà mình bỏ ra nữa.
với cái tầm giá mà mình order thì giá nó khoảng tầm 1,5 triệu thì nó rất là ngon rồi. Nếu như mà giá nó rơi trên tầm 2 triệu trở lên thì có lẽ là nó sẽ đúng với lại cái giá trị của nó hơn. Ok, các bạn nghĩ sao về cái bàn phím này? Hiện tại thì có rất nhiều người đang bán stock rồi và giá của nó cũng sẽ nhỉnh hơn. À, nếu như các bạn mua muốn tham khảo giá thì mình có thể để link trong phần mô tả để các bạn tham khảo. Nếu như các bạn có ý kiến gì về em bàn phím này hoặc có thắc mắc gì thì cứ comment ở trong phần bình luận nhé. Còn nếu như mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.